Hello anh em, bây giờ thì bọn mình đang dùng bữa trưa trong cái tour tham quan Real Madrid và mình có mang một ít kẹo lạc. Đấy, mời bạn bè quốc tế xem họ thưởng thức cảm xúc họ nha. Candy. Yes. Oh, okay. I pen too? Yeah. Bell. Đi làm. Try it, please. Candy is no candy in Vietnam. Candy. Oh. Yeah. What is that? Peanuts. Peanuts. In Vietnam, we call kẹo lạc. Wow. Kẹo lạc. Kẹo lạc. Kẹo lạc. Cái giá tạt. Cái giá tạt in Thailand. Yeah? No fact. This is the best since I come here. Swedish. I like it. Các bạn bảo món ngon nhất từ lúc các bạn đặt chân đến Tây Ban Nha. Hóa ra đây là kẹo lạc Việt Nam. Anh kêu chưa ạ? I think you should put it on tray and walk. Okay. Mình chuẩn bị đi làm phục vụ đây rồi. Yeah, bro. Thank you so much. Let's try it. Just try split. Ready? Yeah. You ready? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. In Vietnam, we call kẹo lạc. Wow, it's so good. Kẹo lạc. Kẹo lạc. Kẹo lạc. Yes. Kẹo lạc. Bạn này nói tiếng Việt rất tốt. It's so good. Yeah. It's so sweet. Thế rồi. Các bạn khác. Ngon lắm anh em. Cho em cái. Cho em đi. Dương Quang nhá. Ok. Bạn bè quốc tế mình phải mời. Vậy mình sẽ mời sang mấy anh em bên Hàn Quốc. Just taste the candy in Vietnam. Wow, thank you. Mình vẫn còn hộp nữa. Good taste. Thank you. Good taste. Cảm ơn. 감사합니다. 감사합니다. Oh, 우리 한국에서 많이 먹던 맛인데? 맛있어. 한식이다 한식. 한번. 무슨 맛이에요? Is it good? Bây giờ mình sẽ mời mấy anh em gọi là quan chức đây đi. Mời mấy anh em về sát.
in there. Thank you. Thank you. Thank you. How do you say thank you? Cherry sono candy in Vietnam. Thank you. Thank you. How do you say thank you? Cảm ơn. Cảm ơn. Yes. Cảm ơn. Please thank you in Vietnamese. Cảm ơn. Where are you from in Vietnam? I come from Hanoi. Yes. And in Vietnamese we call it kẹo lạc. You can hold this. Kẹo lạc. Kẹo. Kẹo lạc. Okay. Now for this. Okay. Nice, please. Sweet? Yeah. We for dessert. Oh, very good. Yes. Sweet? Yeah. Good. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Candy, for you. For me? Yeah. Thank you for Vietnam. Thank you. Yeah. Try it, please. What is? Yeah. It's joy. It's joy. Cho mọi người ăn một cảm xúc nào. Mày lắm. Mày mày quá nhỉ. Ok. Nói chung là đồ Việt Nam kiểu gì cũng ngon nhất là ăn Việt Nam. Đi quá nhiều nơi nói thật là mời mù ăn Việt Nam ai cũng bảo ngon. Vietnamese.